mấy ông làm tiền mà làm lãnh đạo có khi là yêu nước thương dân. Đặc biệt là chế độ rất ưu tiên chị em trong ngành. Giai đoạn hàng ngày cần tiền filler tăm trắng cho tóc ngon lành. Gặp bé nào ngon canh thì có khả năng là anh em giúp. Giúp thì phải được hút nói thẳng con mẹ là kêu cho nhanh chứ còn gì. Vì chàng mà phụ cả thiên hạ, chàng vì gái lạ phụ tình ta. Đấy. Cho để chỉ thằng răng tốt. Cứ tự tạo đắng dài đắng khai từ khoai băng, tự yêu ta nhiều.
Phòng trên gác nhà hương thơm mưa rơi rỉ rả, rêu phong bóng vào tường chưa chịu buông tha. Anh cố nắm đóng cho tàn mà vẫn chưa chịu buông ra. Mẹ vẫn câu hỏi cũ, ba cũng vẫn còn trông. Trước khi ánh đèn buông mẹ luôn hỏi em có về không. Ngoài kia toàn văn vỡ em cũng nên đề phòng mà. Nụ hoa cúc bé nhỏ đứng đầu tóc đẹp lòng ta. Sương đêm lạnh đầy mọc màu tím cái đôi bàn tay. Trời đừng xấu cũng đừng mang đi cái người cô thương bước qua từng ngày. Những lúc say mình đã từng chiêu, những bản nhạc mình đã từng cháy. Cũng một quán quen này nhưng chỉ còn mình anh ơi. Chia tay em phải lấy chồng người mà em chẳng ước mơ, em chẳng mơ ước lo tương lai mẹ ra em trông, lấy tấm chân tình em đẹp bán cho người dưng, cho người dưng. Anh ta có thật lòng thương em, những cánh anh từng ươm mầm yêu một ba hồng, ba thương thân em một đời lòng đông, ngày người bước đi em như chiếc lá xa cài. Yeah.
chẳng cần đôi có nếu em thấy anh ấy quan trọng. Giờ em đi đi, anh không trách em đâu, thật tâm những gì tâm than yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau, vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đi vậy mà lúc đâu. Còn không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi, mơ sẽ không dài đêm nay phải xa cách rồi. Get your hands up. Anh biết bao
Chứng anh.